hay mà Sâm á đang rất là muốn phát triển cái nghệ thuật Sâm. Tại sao mình không đứng lên nói cho cái đó, mình không đại diện cho cái điều đó để được thay mặt những người anh em mà đang muốn phát triển cái nghệ thuật á lên. Và đến chương trình Rap Việt thì thầy Dế từng chia sẻ là hồi đầu mình cũng ngần ngại là tại mình có nhiều hình xăm quá thì không biết là mọi người đánh giá này kia không, thì tới bây giờ sao? Cái lúc đó đó em nói ra cái việc em ngại về hình xăm là từ ban đầu, nhưng mà bây giờ em vượt qua đó rồi, có nghĩa là em làm được. Ủa mình làm được nè, hình xăm nó đâu là vấn đề đâu. Lúc đó em cứ là khi mà em xuống đây em vẫn còn không có cái sự mạnh mẽ, em chỉ có cái sự tha thứ cho bản thân mình thôi, không có cái sự mạnh mẽ để mà mình quyết định. Nhưng cũng nhờ Rap Việt đã dạy cho em là em cần phải mạnh mẽ đấu tranh cho những cái gì em đang nói đang làm đó, chính vì đó mà em đã phải cố gắng cố lên mình làm được. Và bây giờ qua cái sự cố gắng đó rồi thì mình phải mạnh mẽ để chi, để mình đi tiếp cho cái quãng đường tiếp theo. Mọi thứ chỉ mới vừa bắt đầu thôi, em chỉ mới 24 tuổi thôi, chưa nói lên gì được. Nhưng mà trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều người người ta đánh giá qua vẻ bề ngoài đúng không ạ? Ví dụ như người ta nói là hình xăm là kiểu như hổ báo cáo chồn, đàn anh đàn chị này kia, thì không biết là Dế đã từng gặp chưa, ví dụ như mình gặp gia đình của bạn gái rồi này Trước đây kia. hình xăm của em và những người bạn cũng có người tốt, người anh tốt, nhưng ở Việt Nam thì sẽ chắc chắn là những cái người mà muốn thể hiện mình cũng rất là nhiều. Đó là cái lý do mà mọi người em cũng cũng em cũng từ đó ra, em cũng từ một cái nơi có rất là nhiều điều phức tạp trong cái giới xăm ra. Và sau này á em nhìn nhận lại, em cảm thấy là những người anh em tốt của em mà đang theo nghề xăm á đang rất là muốn phát triển cái nghệ thuật xăm. Tại sao mình không đứng lên nói cho cái đó, mình không đại diện cho cái điều đó để được thay mặt những người anh em mà đang muốn phát triển cái nghệ thuật á đi lên. Đấy là em vừa đem cái hình xăm đó vào chương trình Rap Việt và đều vừa đem những câu chuyện đời sống hàng ngày vào chương trình, hai cái đó cộng hưởng lại. Nhưng mà trong đời sống của Dế từ trước tới giờ, bạn có bao giờ rơi vào những cái tình huống mà bởi vì hình xăm mà người ta đánh giá bạn sai chưa, mà dở khóc dở cười? Ví dụ giống như là tại vì Ali là một trong những cái người mà mình rất là khó chịu khi mà người nào mà đánh giá một người xăm mình là người xấu, tại mình cũng là người có nhiều hình xăm nhưng mà nó không phải người xấu mà là người tốt đó mà, đúng Dạ rồi, đúng nhưng mà rồi, nó là đúng người rồi. tốt mà, đúng không? Mình có một cái năng lượng rất là tích cực, Đúng mình rồi, vui. cho nên ai đánh giá người xăm là mình cáu tiết, mình giật tóc mắt mắt mình phải bênh vực, cho nên chúng ta phải là high five với người xăm mình Dạ đúng rồi. vậy. Thì Nhưng đó mà hay. vừa rồi Ji Đức khi có một cái quan điểm là bạn có thể là một cái người rapper nhưng mà không có hình xăm, thì không không biết là Dế nghĩ sao về cái quan điểm đó. Đó, giống như em có chia sẻ trên mạng xã hội á, em đại diện cho một cái thế hệ các bạn chưa được cái sự rèn luyện, huấn luyện, cho nên là em phải đứng lên em nói là các bạn ơi, mình phải có kiến thức, mình phải có cả cái văn hóa, có nghĩa là nó phải là vừa có văn hóa vừa có kiến thức thì nó mới tạo nên được một cái người nghệ sĩ. Thì Chi Đức cũng làm cái điều đó rất là tốt nha. Nếu như mà em và chị Đức Kỳ không gặp nhau ở thời điểm đó, chưa chắc gì là những cái người không xăm có cái cách nhìn nhận tốt hơn về một cái người xăm. Thì hai cái năng lượng của em, chị Đức Kỳ đứng nhà ở với nhau lúc đó cộng hưởng lại cũng chỉ vì mục đích là văn hóa Việt Nam phát triển. Ok, nhưng mà giờ chưa hỏi này, bây giờ những hình xăm trên người mình, cái hình nào ý nghĩa nhất đây, giải trình cho mọi người biết đi. Đây là chữ Real Game, Real game là gì? là nó là một cái cuộc cuộc đời của mình phải thật với nó, Ok, rồi mình xong. phải thật. Và đây là chữ game name, là mình Game phải nè. đặt tên cho nó được nữa. Ok. Có nghĩa là không phải lúc nào mình đặt tên được cho nó, tức có nghĩa là mình biết mình đang làm gì Ok. đó. Rồi tiếp theo là nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, nó không phải là lỗi của bạn. Đâu cái nào Đây
Cái nào? Cái nào là xin em hiểu sao? Đây nhiều là khó. Những câu tiếng Anh nha. Có nghĩa là em đi luyện Nhật ở văn hóa quốc tế để em dặn trong lòng em vì nó có cái ý nghĩa hợp với em. Đó, nếu bạn sinh ra trong nghèo khó nó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. Nhưng mà nó kèm theo cái hình của em là gì? Đây là thời gian. Thời nó đánh gian dấu cho à? Thời gian. Ok. Có nghĩa là có gì cái mắt hai cô mắt của cô gái này là gì? Dạ, đây là một cái những người giúp đỡ em. Ai những vậy? Người và ai vậy? Ai vậy? Những người đứng sau lưng em giúp đỡ em, nó có rất là nhiều câu chuyện, có thể là bạn gái em. Và có những có nghĩa là em gặp những người giúp đỡ em và có thể là gia đình của em. Nhưng mà cái là... con mắt đó là có xác thực một người nào đó không, hay là chỉ là cái dạ một không, cái con mắt là một đại cái cách đại diện trừu tượng thôi. Ok. Dạ, nào nữa, nào nữa. Cái qua cái đóng hiện cho một cái hình cung. Hình hộp này. Chúng ta hay bị lọt thỏm vô đây, nhưng mà khi mà đứng ra nhìn đây và nhìn thấy thì chị thấy nó là cái gì? Chị thấy nó là rất là hỗn loạn, đúng. Nhưng mà nó rất nếu hỗn mà loạn. Chị đứng trong đây chị không thể nào chị thấy được đó là một cái mê cung. Và ở trong cuộc sống cũng vậy. Ở trong cuộc sống nó cũng vậy thôi. Đôi khi mình nhìn mình lọt thỏm vô một cái gì đó vô hình mà mình không có nghĩa là mình phải phải đứng xa và trông rộng thì mình mới nhìn thấy nó là cái gì. Còn nếu mà đứng trong đó thì mình chỉ nghĩ nó là một cái gì đó nó hỗn loạn, đúng không rồi. ạ. Tiếp theo là gì? Trong người bạn thì mình có rất nhiều, mình có thể cởi áo đâu mà. Trong đây thì chắc là em có giải thích cái câu chuyện hình xăm này ở trên ở trong đó nó rất là lung tung đúng không ạ? Phía sau lưng chắc cũng có đúng không ạ? Cũng có, nhưng mà mọi người hãy nhớ lên kênh YouTube của em để theo dõi và biết được hình xăm bên trong có rất nhiều. Giống là trên cổ trên cổ mình là gì? Dạ, trên cổ mình có con mắt ha, con mắt đây là cái con mắt nhìn đời. Con mắt nhìn đời à? Con mắt âm dương, con thứ ba hả? Còn trên mặt mình đây là con mặt cái vết xước trải qua nhiều câu chuyện, em trưởng thành hơn. Vết xước Tại vì nó được chằng chịt rất là nhiều cái nét. Nó giúp cho em trưởng thành hơn. Còn bên đây? Bên đây hoa hồng, đây là... chị thấy hoa hồng hả? Ở đây là hình con dế. Dế hả? Vậy chị có đó không? Dạ, con dế, dế. Đúng rồi, con dế mà đội cái vương miện. Thì em nghĩ là con em phải tự điều chỉnh được cuộc đời của em. Là con dế em đã là người chiến thắng của chính bản thân em rồi. Ok. Rồi còn gì nữa nhà trên mặt? Con dao này thì nó sẽ thể hiện cho một cái sự là mình phải mài dũa cái con đường của mình. Mình muốn đi đến đâu thì mình phải mài dũa, là mình phải biết mình nên làm gì. Mình rèn luyện nó nhiều hơn cho đến khi nó thật là cứng cáp để mà mình quyết định được cái hướng đi. Chị thấy cái đỏ đỏ giống như cái đống mộc, có đống mộc đúng không? Dạ. Cái màu đỏ giống như đống mộc đúng không? Màu cỏ đây là thể hiện cho lá cờ Việt Nam. Lá cờ Việt Nam hả? Tự hào là người Việt Nam. Em có thể lại gần chị xíu được không? Dạ đây lá cờ. Đúng là lá cờ Việt Nam mọi người ơi. Đúng rồi, lá cờ Việt Nam đó.